Chào tất cả nhé, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với con MM Win, con game bài đổi thưởng uy tín nhất 2022 luôn. Thì hôm nay mình sẽ chơi vốn to, có khá là nhiều anh em bảo là làm video về vốn to, lúc anh chơi vốn to nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ cầm 5 triệu vào nhé, mình sẽ chơi vốn to. Và nếu mà thắng thì cuối video mình sẽ rút tiền luôn cho anh em nhé. Tải game mình để dưới phần mô tả nhanh nhé. Anh em nào lại theo link của mình thì nhớ nhắn tin qua Zalo cho mình muốn test game. Ok nhá anh em. Bye bye nhá. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình muốn nút đăng ký kênh, nhấn chuông vào nhá. Tạm biệt anh nhá. Hẹn gặp anh em video tiếp theo. Bye bye mọi người.